Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi tiệc âm nhạc tại Thuấn Audio. JBL là thương hiệu đến từ Mỹ và thương hiệu này có điểm nổi bật là âm bass cực chắc theo phong cách cơ bắp của Mỹ. Đây mình sẽ giới thiệu tới các bạn mô đồ nhỏ gọn phù hợp những bạn có không gian nhỏ, chung cư hay shop house, và mô đồ này là JBL 520C. JBL Studio 520C là thiết bị âm thanh ăn khách nhất của thương hiệu loa Mỹ. Sở hữu những công nghệ tiên tiến, 520C dễ dàng kết nối được rất nhiều thiết bị khác để hoàn thiện thêm dàn âm thanh của bạn. JBL đã có những sự ưu ái đặc biệt dành cho 520C với mục đích chinh phục tất cả những tín đồ âm thanh về tai nghe lẫn mắt nhìn. Vì thế, khách hàng có thể thấy từng chi tiết trên sản phẩm đều được chăm chút một cách vô cùng kỹ lưỡng. Những đường cong của loa vòng cung nối xướng nhau từ giữa hết ra ngoài, chúng được bắt đầu từ củ loa Jeter ở vị trí chính giữa của loa, không những mất đi vẻ ngoài lịch lãm mà tính sang trọng của loa 520C còn được nâng lên một tầm mới. Loa có công suất 150W, khối lượng 7,5kg. Thùng loa được làm bằng gỗ MDF vô cùng chắc chắn, cao cấp, rất quen thuộc và thường thấy ở hầu hết các sản phẩm loa khác. Chúng vừa có thể bảo vệ chắc chắn các bộ phận bên trong loa, vừa tránh được việc cộng hưởng của thùng loa. Logo JBL được in trang trọng lên một tấm kim loại trải bàn gắn ở mặt trước của loa rất nổi bật. Và giờ mình sẽ vào phần giá trị của em này. 520C đang có mức giá niêm yết là 9.900.000, nhưng slogan cũ tại Thuấn Audio thì các bạn cũng biết rồi đó. Em đang có mức giá gần một nửa so với giá niêm yết. Để có mức giá tốt như thế thì nhanh tay gọi ngay chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.